Ở tỉnh Đắk Lắk, hiện công an các xã đang tăng cường công tác bảo vệ giúp cho nhân dân thu hoạch cà phê an toàn. Phóng sự sau được ghi nhận tại xã Ek Kênh, huyện Krông Bách. Trước đây, cứ đến mùa thu hoạch cà phê, gia đình ông Phong ở thôn Tân Nam, xã Ek Kênh thường lo lắng bởi nạn trộm cắp cà phê ngoài nương rẫy. Nên có năm, khi cà phê còn chưa chín rộ, gia đình ông đã vội thu hoạch đại trà, nên chất lượng sản phẩm không cao. Còn năm nay, ông cho biết đã yên tâm hơn khi có lực lượng công an xã chính quy về đi tuần tra, không lo trộm cắp lắm, nên gia đình để cà phê chín đều mới hái. Khi có vấn đề chỉ là chỉ điền cái là ví dụ công an thôn cái là đến ngay. Nếu như mình không lo, mà nói chung tư tưởng với người dân với là nhận thức người dân bữa nay là cũng rất ổn rồi. Nếu như không lo thì mất trộm mất cắp hết. Giờ chúng tôi chỉ lo phát triển kinh tế cho là mỗi ngày một đi lên thôi. Và nhất là từ khi có lực lượng công an chính quy về, là tình hình là những người dân rất yên tâm, không có cái sự mất cắp, mất trộm gì nữa. Trước đây một lần đến mùa vụ thì cái áp lực mùa vụ nó rất là lớn. Là một số đối tượng là rình rập và ăn trộm cà phê cả đêm. Từ cái khi mà có cái lực lượng công an chính quy về được bổ sung về các địa phương ấy, thì tình hình an ninh trật tự nó đỡ đi rất là nhiều. Và hiện tại thì trong khoảng 3-4 năm lại đây thì gần như là không có hiện tượng trộm cắp cà phê. Để bảo vệ mùa thu hoạch cà phê cho nhân dân, thời gian qua công an xã Ek Kênh đã phối hợp với các nông trường, công ty cà phê tăng cường việc tuần tra và vận động một số thôn buôn lắp camera giám sát an ninh trật tự trên các tuyến đường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nắm được cái phương thức thủ đoạn của các cái loại tội phạm liên quan tới trộm cắp nông sản. Trong đó thì nhất là loại trộm cắp cà phê và trộm cắp các loại tài sản mà phục vụ cho cái việc thu mua cà phê, đẩy mạnh về cái công tác phát hiện đấu tranh các cái hệ loại đối tượng hình sự, đối tượng ma túy và các loại tội phạm khác trên địa bàn thông qua cái việc là kiểm tra lưu trú, tạm vắng và cái việc nắm người nắm hộ từ cái công an viên thôn buôn để mà chủ động kiểm soát được các cái loại tội phạm này. Công an xã cũng đã triển khai phối hợp với công ty cà phê tháng 10 về cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho cái thu hoạch cà phê cho người dân trên địa bàn. Thời gian vừa rồi là cũng đã triển khai thực hiện tuần tra đêm và nó cũng đã mang lại được nhiều cái hiệu quả trong cái công tác tuần tra đêm. Chúng tôi cũng đã triển khai xây dựng được một cái mô hình camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn. Thì thông qua cái mô hình này thì cũng đã kiểm soát được cái tình hình trộm cắp. Xã Ek Kênh là vùng chuyên canh cà phê lớn của huyện Krông Bách với tổng diện tích hơn 2.693 ha. Nhiều rẫy cà phê xa khu dân cư, trải trên địa bàn rộng. Với sự vào cuộc tích cực của công an xã và cả hệ thống chính trị ở địa phương, tình hình an ninh trật tự trong mùa thu hoạch cà phê của nhân dân năm nay đã được đảm bảo tốt hơn những năm trước.